Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Đạt học bổng, được du học nước ngoài tại ngôi trường danh tiếng tưởng chừng là niềm hạnh phúc đáng tự hào của bất kỳ ai trên quãng đường học tập. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau sự thành công vinh dự ấy là muôn vàn áp lực bủa vây. Câu chuyện về một nghiên cứu sinh tự đánh mất tương lai của chính mình chứa đựng nhiều điều đáng để mọi người phải suy ngẫm. Aoyang Sang-yu, một nữ nghiên cứu sinh đến từ Singapore, là hình mẫu lý tưởng của con nhà người ta. Aoyang Sang-yu, 27 tuổi, nổi tiếng là người thông minh và chăm học. Julia, một bạn học cũ của cô gái cho biết, cô ấy là một người ham học, không ngại hỏi người khác về những vấn đề khó. Aoyang Sang-yu ít nói nhưng khá hoạt bát. Cô ấy là một người tài giỏi và là một trong những gương mặt sáng giá nhất của trường. Julia cho biết, Aoyang đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và nhà trường khi cô được trao học bổng khoa học quốc gia danh giá vào năm 2009. Với thành tích học tập xuất sắc liên tục trong nhiều năm, Aoyang tiếp tục được vinh danh vào năm 2011. Bên cạnh đó, cô gái trẻ còn nhận được một học bổng tiến sĩ khác tại Đại học Stanford. Tài năng là vậy, nhưng Aoyang lại khá nhút nhát và đã từ chối xuất hiện trên truyền thông hay trả lời phỏng vấn về những thành tích học tập xuất sắc mà cô gặt hái được. Nhiều người cho rằng, giá như Aoyang không thu mình vào trong vỏ ốc do chính cô tạo ra, mở lòng hơn với mọi người, thì có lẽ cuộc đời cô sẽ rẽ theo hướng khác. Đang là nghiên cứu sinh của Đại học Stanford, Aoyang bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 16 tháng 11 năm 2014 trước sự kinh ngạc của thầy cô và bạn bè. Theo cảnh sát, Aoyang đã đầu độc hai bạn học trong phòng thí nghiệm thông qua chai nước giải khát trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2014. Các nạn nhân cho biết họ có cảm giác nóng rát ở cổ họng sau khi uống chai nước. May mắn thay, họ không có thương tích gì quá nghiêm trọng. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, ban đầu Aoyang cho biết cô bị mất ngủ trầm trọng và thường xuyên có hiện tượng chóng mặt kể từ tháng 9 năm 2014 và không nhận thức được mình đang làm gì. Mặc dù vậy, sau đó Aoyang thừa nhận đã lén cho hóa chất paraformaldehyde vào hai chai nước của bạn học cùng trong phòng thí nghiệm, nhưng khẳng định cô không có ý hãm hại người khác và không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân nào với họ. Những bạn học cùng trường Stanford cho biết Aoyang là người trầm tính và thường xuyên bị căng thẳng vì bài vở ở trường. Trước đó vào tháng 8 năm 2014, Aoyang cũng từng phá hoại thí nghiệm của một người bạn khác. Một đoạn CCTV đã thu được hình ảnh của nữ nghiên cứu sinh này xuất hiện tại phòng thí nghiệm vào đúng thời điểm vụ phá hoại diễn ra. Sau vụ việc đầu độc, Aoyang đã bị đuổi khỏi Đại học Stanford, chấm dứt hoàn toàn tương lai học hành của cô gái trẻ, từng là tấm gương học tập của biết bao người. Theo những người quen biết Aoyang tại Stanford, nữ nghiên cứu sinh rất khó kết bạn, thường ở lì trong phòng nghiên cứu. Nếu không ở đó, cô sẽ ở trong thư viện, luôn đeo tai nghe và mọi người rất khó để bắt chuyện với cô gái tài giỏi này. Một nghiên cứu sinh 24 tuổi cho biết, Aoyang thường được mời đến các buổi họp nhóm, nhưng cô ấy luôn từ chối với lý do đang bận và hẹn khi khác. Một người bạn ở cùng phòng với Aoyang thì cho hay, cô ấy hầu như không nói gì cả ngày. Nếu bạn không nói chuyện với cô ấy, Aoyang sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện với bạn. Tại phiên tòa xét xử, Aoyang bị cáo buộc đầu độc bạn học của mình, nhưng cô gái vẫn không chịu nhận tội với lý do mất trí, trầm cảm nên tinh thần không ổn định. Các nhà nghiên cứu đã nói với cảnh sát rằng nữ nghiên cứu sinh đã tự tạo áp lực cho bản thân và bị căng thẳng. Aoyang chưa từng có bạn trai bởi chỉ chú tâm vào chuyện học hành và cố gắng gặt hái được thành tích cao nhất. Cha mẹ của cô, những người cũng làm trong lĩnh vực nghiên cứu, trước đó đã nói với các phóng viên rằng họ không hề hay biết tình trạng của con gái mình. Cuối cùng, Aoyang bị kết án 180 ngày tù giam, bị quản chế trong 3 năm và phải thực hiện dịch vụ cộng đồng thông qua chương trình làm việc của cảnh sát trưởng quận Santa Clara. Thẩm phán cũng đưa ra lệnh cấm cô đến gần trường Đại học Stanford và không được tiếp xúc với các nạn nhân trong thời gian 3 năm quản chế. Cô gái cũng phải tuân thủ việc điều trị sức khỏe tâm thần và ngoài ra còn phải bồi thường cho các nạn nhân.
Theo các chuyên gia tâm lý, Ao Giang bị căng thẳng và áp lực trong môi trường có sự cạnh tranh cao. Ao Giang là một người cô độc. Bản thân cha mẹ của Ao Giang cũng không hề hay biết tình trạng của con gái mình và cô không có lấy một người bạn thân. Áp lực về thành tích đã biến Ao Giang trở nên bất bình thường từ trong suy nghĩ lẫn hành động. Khi thiếu sự hỗ trợ, Ao Giang hoàn toàn trượt dài trên con đường thực hiện ước mơ trở thành nhà khoa học của mình. Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay trường hợp của Ao Giang không hề hiếm gặp. Nó thường xuyên xảy ra trong xã hội hiện đại khi cha mẹ luôn đặt kỳ vọng vào con cái. Bản thân những đứa trẻ cũng phải gánh vác trên vai niềm tự hào của cha mẹ và danh xưng con nhà người ta. Hiện tại, giới nhà giàu tại Trung Quốc đang thuê những nhóm chuyên nghiệp tới sắp xếp tủ đồ tại nhà. Nghề này đang ngày càng trở nên phổ biến, giúp không ít người đổi đời. Tại Trung Quốc, mỗi buổi dọn dẹp tủ đồ có chi phí vào khoảng 2.000 USD, hơn 46 triệu đồng. Thậm chí mức phí có thể cao hơn tùy độ cầu kỳ, hoành tráng của tủ đồ. Bên cạnh việc biết cách lau dọn, cách gấp, cách móc treo từng loại quần áo, chuyên viên dọn tủ còn phải có sự am hiểu về chất liệu vải, tư duy bố trí sắp xếp khoa học để quyết định món đồ nào thì gấp, món đồ nào treo. Hay như túi hàng hiệu sẽ phải có chỗ bảo quản riêng, trang sức để đúng chỗ, tất phải buộc thành đôi. Điểm chung của các nhân viên này là rất thạo việc, có óc quan sát và nhanh chóng sắp xếp lại vị trí các món đồ một cách gọn gàng, hợp lý, giúp tiết kiệm không gian và thời gian cho gia chủ. Theo số liệu của Bộ Nhân lực và An sinh xã hội, hơn 40% người sắp xếp tủ quần áo có thu nhập hàng năm là 100.000 nhân dân tệ và đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2017, quy mô giao dịch trên thị trường đồ cũ của Trung Quốc đạt 80 tỷ và tăng nhanh với tốc độ 40% mỗi năm. Theo báo cáo dữ liệu năm 2020 của Homebulin, sàn giao dịch hàng hiệu đã qua sử dụng lớn nhất ở Trung Quốc, hơn 70% người tiêu dùng trên nền tảng này là những người trẻ, có độ tuổi từ 25 tới 30. Thị trường hàng hiệu bùng nổ, kéo theo nhu cầu mua đi bán lại các mặt hàng này trở nên ngày càng phổ biến tại Trung Quốc. Nguy cơ hàng giả, hàng nhái cũng gia tăng. Không ai muốn bỏ số tiền lớn để mua một món hàng kém chất lượng. Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh, tổn thất khi mua phải lô hàng hiệu giả là rất lớn. Để giải quyết vấn nạn này, những khóa học về kỹ năng thẩm định đồ hiệu, phân biệt hàng giả, hàng thật ngày càng được giới trẻ Trung Quốc quan tâm. Thậm chí, nghề thẩm định hàng hiệu có dấu hiệu lên ngôi tại Trung Quốc. Để trở thành một thẩm định viên chuyên nghiệp, người học sẽ phải tham gia các lớp học đào tạo ngắn hạn, kéo dài 9 buổi, có học phí lên tới gần 30.000 nhân dân tệ. Nội dung khóa học bao gồm các kỹ năng sắp xếp vật phẩm, quy hoạch và biến đổi không gian, đàm phán và giao dịch, nhận diện thương hiệu sang trọng, kỹ năng thẩm mỹ, tạo IP cá nhân và vận hành studio. Bất chấp mức học phí đắt đỏ, vẫn có không ít người chấp nhận theo đuổi các ngành dịch vụ mới nổi như này với hy vọng vào một tương lai giàu có. Sự tăng trưởng phi mã của Trung Quốc trong nhiều năm qua đã dẫn đến sự gia tăng trong chi tiêu. Giới thượng lưu và những người giàu mới nổi sẵn sàng chi mạnh tay cho các mặt hàng xa xỉ để chứng minh đẳng cấp, địa vị của họ, đồng thời sản sinh ra nhiều ngành nghề không tưởng gây bất ngờ cho cả thế giới.